một em. Chưa tốt nghe nè, con cái giữa ức luôn mà. Chút qua lùm anh em ơi, dính đây. Nay Suka đi cứu nợ anh em, rồi vòng 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 ở lấn biển này. Cái đường này là đường bên kênh cục, rồi phát hiện được chỗ này nè, tôi hú nữa đó, nó là ông sùm đó, rồi người nó ra đây thì mới bắn được, ví dụ đó không được anh em, giữa nó thấp lắm, mới ra được hai ba con bắn được hay vô con rồi. Chết luôn, hai con này mà thử nó rồi, đây còn gì đó, còn nữa nè mày, đợi chút xíu nè mày, lâu lâu mới được điểm gì, bắn tôm hú thì nó cũng đơn giản thôi. Cứ ngồi im, cứ ngồi im chờ nó bay lại thôi. Nãy 4-5 con mà được đây ăn con với anh kia con nữa là hai con hai năm ha. Đi ngồi qua đó lụm anh em ha. Cái giọng người kia mới qua lụm được. Đó con kìa, đó con kìa. Thấy chưa? Đợi chút xíu, đợi chút xíu nó qua nữa. Người chết mẹ, có người anh em ơi, hèn gì nãy nó bay phải rồi, vô con chú con chạy gà gì nó bay. Con này bự quá, dạ con chú, dạ con bắn tôi hú. Sổ ca quay cái lò vô trong anh em, nó ở đó đó nè, nhưng mà chúng nó lùm thấp quá, nó không ra đâu, ở đây nè, nãy ra đây ba con mà khùng lắm, cho thời gian chờ đợi đi, sổ ca quay lùm nó lên nè. Nãy bại đây nè nên em bắt không được mấy lùm này, hồi đó cái này ra vô không được nghe anh em, hồi đó cái này là nguyên cái lùm sậy luôn, tầm khoảng mấy tầng trước vậy, cái này dắt không à, cái này đó dắt không à, vô không được, giờ người ta dọn mới vô được, đó nguyên cái giường này là tôi hú nhóc, vừa bắn hai cái gứt hai con, cây này hồi đó là nó ngủ. Con này chết tốt hơn nè, con này Suka bắn giữa ức, Suka ngồi vô trống này mà chỉ để hồi dắt đeo đây. Con này xiên chắc đây, xiên thấy không, nó nổ nghe cái đùng mà bắn từ giữa ức nè,
Đây. Bắn tự đây nè, ngay chấn thỉ luôn, xiên ngay lưng luôn. Đây, khu vực này chỉ có cây này cao thôi, để một mảnh nữa. Nay đi có một mình nè, heo gảo kênh cục anh em, heo gảo dưới đắng biển rồi chơi mình nên lâu rồi không bắn cây này nữa nè em. Dạ con tu hú. Dạ được cưng con. Chú hay hay, lần trước cũng có một lùm nữa, nhưng mà chỗ này tịch hơn nè. Đi vô mấy cái này coi có dắt không. Hai cái hai con. Này phải tịch không. Này số cá bắn. Cái này là cái Leon King anh em, cũng lâu rồi. Muốn bắn cái này chặt 68. Đầu 14. Đây, chặt. À, anh em nhìn thấy quận không? Chặt tôi hú. Chiều giáo điên vòng cái lụm. Đợi chút nó không có thì vòng về anh em. Nãy qua ba con, dương con đó trên cây đó là 4 con, nhà sầu cà bắn đèn con, 2 con bay đi vòng lại 1 con, mà còn 2 con, có con này là 2 viên thông bích, rớt xuống bộ ngay đầu chết, con này thì 1 viên. Đây sầu cà bắn cái khổ dây là 16-10, 230, chặt 68 luôn, đầu 14. Này số cá mới đánh bóng này, hổm để vô trong mấy cánh thì cũ hả? Số cá bắn 18 nghe nè. Rồi chắc nhát này nè. À, trong kia này, lùm thấp khó bắn lắm. Im lặng nhát. Đường này đi không được anh em ơi. Thôi đi sau Cariga anh em ơi. Được 2 em. Đây chụp hình cho anh em. Hai cái 2 em. Chụp hình kỷ niệm. Còn kêu nữa mà thôi đi anh em ơi. Rồi xuống kia bắn mấy điểm kia nữa để tối. Rồi. Tiếp anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi. Tiếp tục điểm thứ 2. Điểm này thì hơi tối chút xíu. Nhưng mà điểm này chắc hôm qua kia mới đi với anh mình. Không biết đây còn tôm hú không. Này có dạt nghe anh em. Nãy có đèn chú Chí. Điện chú Chí, chú chạy xuống không biết tới đâu rồi. Và cúc túc cái cây này. Cây này tôi hú dữ lắm. Không biết nay nó qua không. Đây là bãi biển luôn nha. Đây còn có dạt không? Nè. Cũng 5 giờ, gần 5 giờ.
này sao im như bếp bên kia rồi. Đây chú Chí xuống này anh em. Nè được hai con. Bắn chỗ cái miễu, cái đường cây miễu á, đường ngang á. Không qua sao tức đường ngang đó đó. Chỗ cây đước á nó bay là bốn con, con bắn hai cái hai con. Quá đủ má rượt con bìm bẹp. Dạ. Bắn rớt xuống cái bịch rồi đủ quá nó vườn nó chạy. Trời. Bữa nay có tập không? Hả? Dạ dưới kia, hôm nay nhát anh đang qua con với hổm con với mình bắn obi. Đây nữa lại này. Nay lại túc có con mà nó bay xa còn con bìm bẹp kia. Hôm nay có tập đâu không? Tôi hú thằng kia chút đợi chút sập sập tối đi rồi lại thằng kia mình túc tôi hú cái mình về à tôi hú đầy hổm ừ chỗ đó đó nãy chỗ đó ăn xéo xéo tới đấy đó thì nãy có điền đó ra qua đây đó đi đường Bến Đò hả ừ vô túc lại bốn con nó bay lại đáp vô quất cây gớt cái đá xìm cái quất cây gớt hai viên hai con. Ok. Bữa nãy tôi hú lại đây nè. Mà bắn không được đó. Ở đây đây nhát hết rồi. Ở đây bắn giết nó biết á. Mở lo là nó kêu nhưng mà nó không lại. Giờ sầu ca với chú Chí dài dài dưới kia nữa anh em. Chí có gì không? Chết chết tốt luôn má bắn như thánh vậy trời chú Chí xiên luôn em trời chạy chạy nó gớt cái đuổi nghe không trời ơi là trời hả à, không ngờ luôn trời bắn xiên được cái xiên ba tàu lá luôn nè em trời ơi là trời má chỉ có sầu ca mới làm được gì thôi chứ ai đâu mà làm được như vậy. À, mà đúng là thùng 065 thiệt, nó xiên ba tàu lá luôn trời, nửa ký. Trời ơi là trời có kìa. Ông nội mẹ ơi đi xuống đi xuống đi. Trời ơi trời nó bự ông nội ơi. Trời đôi đôi dép 43 nè. Trời trời, con thấy được cái lưng à. Là được con đó anh em. Ây da đã quá anh em ơi. Con này rất là to anh em ơi. Đi rồi kiểm này kiểm tra chết đâu à. Nhìn nghe lưng á. Con bắn là một cái nghe cái bập luôn mà phải không? Rồi chỗ viên đạn ở đây nè. Đây hả? Nè nè, cộm đó phải không? Rồi mày coi coi. Mày trúng đầu đó, thấy nguyên cái cục đen mà. Đây nè. Thấy không? Ngay tim luôn trời. Á à, ghê thiệt. Hồi nó ghê quá nè. Còn con đó. Da món hồng. Rồi tiếp tục anh em ơi. Chờ một con nữa. Trời ơi là trời, sầu ca bắn không ngờ luôn anh em. Một cái sặc lòi lụm thôi chứ không biết gì chứ. À, chỉ có sầu ca mới làm được cái thế này thôi, một viên một. Một viên một anh em, không viên thứ hai nào hết. Nửa ký. Tiếp tục anh em ơi. Được ba em.
ở đây là không có ai luôn. Này xuống công viên Bãi Dương mà đây hoang vắng lắm nè. Này heo cháo nhổ chút xíu nè. Thôi sầu ca cũng về. Về cho bà dì nấu cháo mấy đứa nhỏ nè. Bà mới điện thoại nè. Giờ là heo cháo mà nhổ lâu mà về nè em ơi, được hàng thú quá em ơi. Rồi, có gì anh em đăng ký kênh, like chia sẻ nha anh em. Có mua thùng bụng hộ sầu ca thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nè anh em, góc trái nè. Rồi tạm biệt em, hẹn em ở clip sau nha.